Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hỷ Thiên TV trong phần chơi Diablo 4 Season 2 Updated. Và chúng ta hôm nay là có event thêm XP, bonus XP. Event thì hãy World Boss 7 minutes. Oh no. Đi qua chỗ World Boss trước. Wow, World Boss World Theater này có ai đánh đâu. Tôi coi. Not while I'm in town. Không biết có ai không nữa, để lát nữa đi. Hello. Lát nữa rồi chúng ta chạy lên trển cũng được. Tiếp đi anh Sun. Ai cũng xịn nè. Rerun lại một dòng là xài được. Kiểu robot với ly trần luôn mới ghê. Hello. Ah, yes. You seek power. Oh. Cộng một. Tiếc quá vậy. Rồi cộng hai luôn. Ừ. Xong. Hai luôn. Tay nó sẽ xịn hơn cái tay này. Thiếu phát không? Đủ luôn, không thiếu. Tuyệt vời. My eyes can only watch so much. Ở đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Nhiệm vụ cuối cùng của cái quest line này rồi. Sao kỳ. Để mình lên chỉnh rồi có ai đánh qua boss không? Not
À mà không, các bạn không chơi cũng không có nghĩa là người khác không chơi. Cái này mình cũng có nói nhiều lần rồi ha. Giờ chỉ có hãng mới biết là được lượng người chơi á mỗi ngày hay là lượng người chơi thực tế là bao nhiêu. Làm sao chúng ta có thể biết được? Đó, không có ai đâu, vẫn có người đánh robot đó thôi. Nói chung là sẽ cố gắng để chúng ta farm Uber Duriel, còn Uber Lily tính sau ha. Giờ chủ yếu là bây giờ người ta bỏ qua Uber Lily luôn rồi. Uber Lily không còn ý nghĩa gì nữa đó, không rớt đồ vậy đó. Chỉ farm Uber Duriel thôi. Để kiếm những cái đồ unique đó. Hiện tại nếu các bạn lấy đánh giá dựa trên một vài cái nền tảng mà để phát trực tiếp live để đánh giá một tựa game là Dead Game thì nó là cái rất là phiến diện ha. Để biết được chính xác số lượng người đang chơi thì phải do hãng mới biết. Chúng ta làm sao biết được? Nhưng mà season này chắc chắn với các bạn là nhiều người sẽ chơi bởi vì có rất là nhiều sự thay đổi tốt. Còn nếu mà thật sự nói về Dead á thì hơi buồn chút, nhưng mà Diablo 2 Resurrected đang ngấp nghé rồi đó. Gọi là đang hấp hối. Breath of the Dying BOTD Ashava. Thôi cho vô coi. Rồi phải vô mới được. Vô chạy mất tiêu luôn. Đánh hơi chậm. Thank you.
Worthy of 4 thì nói gì nữa. Trên đó lúc nào mà không nhanh. Ở đây toàn là những người còn yếu. Vô quánh World Boss không à. Vậy đó là nhanh lắm rồi đó. Bây giờ là 4 phút. Xong. Năm phút. Cũng tốt rồi, đẹp ơi. Seeing ya. Yeah. Ice skill 13.5. Hơn cái cũ rồi đó. Esu Ferocity Key Passy. Mạnh hơn liền luôn á. Lucky hit. Cũng cần lắm. Emmy gì đây? Cấp cơ. Cất thôi. À, bây giờ tiếp tục đi leveling được này. Bây giờ đi đâu đây? Nhiệm vụ đó từ từ. Freeze up Whisper. Hai Grim Favor.
Trời là vô hốt thôi. Not while I'm in town. Có vũ khí mới sát thương lên đã. Lên cái aspect đó. Có lần cái aspect này nè. Additional shock skill. Rồi table nữa. Thì cái này không được kích hoạt thì cũng có khả năng được kích hoạt thêm một lần. Thì bây giờ chỉ có Blood Harvest thôi. Lên tới World Tier 3 tính tiếp. Tier 3 sẽ làm thêm heo thai này nọ. Hiện tại là bút chơi thì cũng bị thử. Tại tùy build á, có những build đánh không có tốt nha, những build dọn tốt lắm thì Butcher cũng không thành vấn đề. Để 45 đi thử. Tại vì mình cũng chẳng có legendary aspect gì hết trơn á nữa.
Rock skill 7%. Johnny Pear. Lại thấy có con boss. I'm not ready yet. Đâu ra cái cờ giờ này vậy? Hai con Druid luôn. Cũng tùy build á, kiểu như các bạn chơi Firewall á là các bạn cũng bị giới hạn á. Firewall á thì theo mình thấy là nó chỉ là đơn mục tiêu thôi, còn cái kiểu mà vô chơi cả đống vậy nè thì Firewall nó lại không tốt. Mà Firewall với lại Bone Lightning đang là kiểu như meta hiện tại. Online nên trầm cảm quá cho nên thôi không chơi. Not while I'm in town. Firewall cộng 2 luôn à. Mi thì Mi với Firewall không có cái nào chơi hết trơn hết á. Coi nâng điểm mấy đứa. I'm out of mana. Anh coi nâng điểm làm ghê quá.
not ready yet. Lại nè nữa. Pyromancy skill. Fire damage over time. Đúng chuẩn luôn. Firewall nữa cả. Có phải tín hiệu vũ trụ kêu chơi Firewall không? Căng quá đi. Firewall nãy giờ thấy hoài luôn á. Thông tin ha, à, đợi tới DLC năm sau mới có Mercenary và hai linh. Khi mà người ta giới thiệu khu vực mới, club mới sẽ có thêm đồ chơi mới. Việc nhận thôi. Ok. Firewall trầm cảm lắm không? Damage overtime lúc nào cũng trầm cảm hết á. Nếu các bạn nhìn thấy damage overtime ở bên PoE á thì nó mới đỡ trầm cảm. Build Fire thì mình nghĩ build đó chắc chỉ chờ để chơi Ultimate là thả rắn thôi. Còn không chơi Meteor thì nó còn đỡ đỡ chút thôi. Còn phải bạn trưởng Fireball á, có lẽ chắc không đi được mấy cái cao cấp. Mấy cái mà Uber mạnh mạnh nó chắc đi không nổi. Phải xài Fireball.
Ôi, vừa hết cái nó xuất hiện. Nói chung nếu mà để trải nghiệm thì muốn trải nghiệm thì trải nghiệm thôi à, nhưng mà có những build không khuyến khích chơi ha. Các bạn có thể trải nghiệm thoải mái, nhưng mà đối với mình thấy những cái build nào mà sát thương tới liền liền á, giống như vậy nè, đánh cái ra sát thương kiểu như đánh mà sát thương phải chờ á là thấy hơi mệt rồi đó. Đánh là phải chờ đợi gì đây nữa. Giờ là lâm chân nhỉ. Hay Summer cũng được. Thiếu cái Chalice. Tay này xịn nè. Cộng 2 rơ. Như không. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải có gì nữa ta? Thôi. Bỏ luôn. Firewall không chơi. Kiểm tra một cái. Một quest. Thôi. Cái này làm gì? Structure kế bên. Hai cái. Quất. Có build nào fire mà hấp dẫn không ha?
Rồi giờ mình chỉ thấy trong này chỉ có Hydra là cũng sát thương theo thời gian luôn. Chờ mấy con rắn đó mà nó cắn cũng mệt luôn á. Rồi còn cái nữa là Fireball thôi à. Incinerate Channel hả? Kiểu này không ai chơi luôn á chắc chắn. Nhưng mà phải gồng lên á. Còn cái nữa là Firewall thôi à. Firewall với lại Meteor. Meteor quan trọng là rất nhanh hay chậm nữa. Có thể là DLC sau sẽ là một nhân vật có hơi hướng chút xíu Paladin, nhưng không phải Paladin. Spirit Ball thì người ta cũng nhá nhá này nọ. Mới nhá thôi chứ. Để coi. Tết ca kiếm cái quần xịn xịn cho mình xài. Cái này xịn hơn. Rồi, kiểm tra lại. Thiếu cái chalice. Bên đó còn 1, 3 là 4, 42 là 6, 6 với 5 như xăng. Cố gắng. Ưu tiên là lấy cooldown. Mà nó không có cooldown. Bone of Lightning. Cái này có thể lấy để nâng cấp được nè. Có Intel ha. Giúp cho mình mạnh thêm miếng. Sticker. Ok cho đây.
Lần tới World thì Free ra bắt đầu chuyển build khác chơi rồi, mới chơi Chain Lightning nữa. Vẫn là cô giáo thôi, cô giáo này để tập trung hơn. Thêm blood, rồi con boss bên đây. Vô vô. Không rớt gì hết. Elementalist. Full down 84 giây, 49 giây, nhiều lắm á. 2.8% cooldown nè, thấy không? 84 giây luôn. Ta đang thiếu cái gì? Oh, resistance, lightning resistance. Simulation damage over time. Và bây giờ ta chạy qua bên kia. Làm hết mấy cái tree này luôn. He's a whisper. Giờ coi cho vui trước đã, để đỡ dính mấy cái ở đây nè. Cà rút cuộc resistance vẫn là chỉ số không cần thiết, thật là thú vị. Lê lê ra đó chi vậy? Not while I'm in town.
I cannot do that here. Fight hard, eh? Có cái chết nào để ngoài cho người ta. Thì lên lấy Vampire Hunter nè. Này cho đồ làm gì không biết luôn á. Kiểu như cho mấy cái cosmetic thì nó còn có lý một chút. Biểu cảm ha. 58 lock. Này đi tiếp luôn. I cannot do that here. Damage from this stun. Chica. Ây. Giờ nó không có basic skill. Chắc thương bị giảm xíu tại vì mình không có nâng cấp cây này lên. Chủ yếu là vẫn đánh cái basic skill là chính. 465 531 Chain Lightning nè. Đó là mid drone. Cái gì vậy? Tính đã mắc quá hả? Tính nhìn đã gì đâu luôn á. Tiện bay vòng. Quá gọn.
Vậy vậy sao còn sót lại cái thời gian cái sprite. Mình sẽ không có chơi sát mà dự định là sẽ chơi chiêu này luôn nè, slap luôn, slap tức là unstable current thôi, ổn chưa? Không cần chơi cái khác nè. Chiêu này đánh là đã tay rồi. Vì bắn cái ai sát mệt lắm, nó bắn con đường thẳng à. Ôi dạ, đang coi coi chưa, để coi coi năng đúng chưa. Bây giờ các bạn thấy mình đánh toàn flash không à, chủ yếu là flash không á. Trên landing có cũng lâu lâu bấm thôi à, tại vì nó hao mana quá. Hàng critical.
Cromwell. Còn khâu mới ghê. Hiện tại đường nào cũng có một cái build mạnh hết á. Quan trọng là các bạn có chọn đúng nền văn minh hay không thôi. Không có build nào yếu. Cũng có build sẽ yếu nhưng mà nó không có nhân vật nào yếu. Chính xác là như vậy. Hãy chọn đúng nền văn minh. Kêu hắc bít. Cái này run lại cooldown là được. Sẽ lấy unstable current đó. Gì? Infinimus mà là sao xíu lên xíu xuống. Infinimus có thể đánh boss không nhanh thôi chứ chuyện mà xíu lên xíu xuống là hơi kỳ nha. Infinimus thì hôm bữa backup cũng có chơi. Thì mình thấy Infinimus cũng vẫn ok, mặc dù mình mới level thấp thôi. Chơi thấy cũng được, nhưng mà cái mình thấy thích hơn vẫn là Bloodlands. Thì Bloodlands không có phải bị giới hạn là đánh đơn mục tiêu không được. Infinimus thì nó đánh đơn mục tiêu hơi chậm, single target á. Chỉ như đánh boss á. Nói chung là mình chưa chơi tới 100 nhưng mà mình thấy chỉ có một vấn đề của Infinimus là đánh đơn mục tiêu thôi. Đơn mục tiêu nó hơi bị tệ ha. Kiểu như nó nổ hơi lâu á. Infinimus cần Lucky. Lucky hit làm gì ta? I need time to prepare.
90 giây đổ lại thì còn ok. Đi pho thì thôi. Nhanh lên, 5 phút nữa Black Harvest nha. Đi sai đến chân xong rồi, mừng quá. Không rồi. Cái lỗ rồi chưa cho chui suốt ở đây. Edgar cũng vậy. Novel hay Summer make you unstoppable, đúng cái cần luôn. Long. Phải kiểm tra coi đầy đủ. Mấy cái này mình sẽ lọc lại sau. The forge is always hot. Cấp nữa là 46. Kết hợp với nhiều người hơn. Cái tốt nhất bây giờ là kết hợp với nhiều người hơn ha. Thì các bạn đi nó sẽ tốt hơn. Cha lại kêu mình nâng ấy. Rồi, cái khu đó nó dọn chưa? Vẫn chưa dọn nữa. Như có dọn qua chỗ khác nữa. Trong thời gian chờ đợi. Nâng coi. Ram Park. Chắc đi unlock cái cuối cùng luôn. Vampiric Power còn sót lại.
Ôi ngon vậy, hát tích không, ngon lạnh. Cái này không là gì. Rồi thắng xong lên luôn. Không có rồi. Không có. Moonrise. Này phải chịu khó farm thôi, đây là game để đi farm đồ mà. 3 8 đủ luôn á. Tại vì mấy ông hồi lúc đầu á bị sai ở cái điểm là đây là cái game đi farm đồ, nghĩa là game loot bay. Mọi người chỉ quan tâm đến chuyện là tôi kiếm được đồ gì thôi à, chứ không có quan tâm đến chuyện là tôi mất bao lâu để tôi level lên. Nó muốn level lên thiệt nhanh kìa. Thống loot bay 2.0 gì từ thời Diablo 3 rồi, nên chắc bỏ không được. Hello. Giờ thực sự thì mình cũng không muốn lụm đồ class khác nữa. Bây giờ chỉ có 5 class thôi, các bạn lụm đồ class khác là các bạn khóc luôn á. Khóc luôn á. 5 class nha. Nhưng mà từ từ game cho thêm một class vô nữa. Bởi vì bạn kiếm đồ của các bạn mà các bạn kiếm đồ của người ta không là khóc luôn á. Đồ chúng ta kiếm còn phải chọn lọc, kiếm đồ của người khác nữa, ai chịu nổi. Ơi nó đánh xa quá rồi, nó bỏ chạy về đây nó phun máu lại luôn. Chơi chết thì mình nghĩ là sẽ không có chuyện đó đâu. Thật sự người ta sẽ không có để cho chúng ta chơi chết một cách thoải mái đâu. Này Worthy 2 mà, đâu có gì đâu.
tiêu này là khống chế xong rồi gây sát thương âm sầm. Ta có mana shield nè. Empiric structure. Tiếp Lucho Resurrected Season mới bắt đầu vừa rồi á, Season 5 á. Hiện tại muốn Season nữa thì nó cũng còn lâu lắm ha. Mà thiệt chứ không muốn nói chứ, tại vì Diablo 2 á, cái tình mình hiện tại là đang bước vào Breath of the Dying rồi đó, POTD. Cái đó là một cái mà rất là đau buồn ha. Nhất người ta hãy cho một cái DLC đi làm farm random map để có thể đi farm đồ với farm rune này nọ cho nó vui vui. Trăm năm anh gấp lên lầu dữ kìa. À, thì ra là anh ba đang bước tuổi. Cái đó là mới là cái điều mà không muốn nói á, hơi bị nghi ngờ về chuyện đó luôn á. Người ta còn để cho Moisés nó không được cân bằng ha. Ít nhất hãy sửa Moisés đi rồi muốn làm gì làm. Ra Diablo 2 Resurrected á, không phải không còn hợp thời. Cái không còn hợp thời của Resurrected á, cái chuyện đi farm.
level lên của Resurrected á, các bạn nhớ thấy là nó cũng không tới nỗi quá lâu ha. Nhưng mà cái chuyện đi farm khiến cho nhiều người người ta lắc đầu. Thì các bạn farm hoài không thấy ra đồ gì hết trơn hết á. Các bạn tự hỏi, ủa tại sao lại như vậy? Mình đã bỏ lỡ chuyện gì à? Không. Nó lạng vậy chứ không có bỏ lỡ cái gì hết trơn hết á. Thì bởi vì đồ nó quá khó farm cho nên nó mới có nhiều BOT. Cứ thử mấy ông ra một cái dạng giống như là ở đây nè. Ta có thể chọn cái ví dụ như là một cái map của PoE đi. Nó sẽ có cái chuyện mà tăng rune, tăng magic fire. Đó, là tự động á. Mấy cái con boss á là nó giảm bớt liền. Cái con BOT đó. Tại vì mọi người có thể chui vô trỏng. Nhưng mà làm dạng DLC. DLC là vì sao? Ai thích thì mua, không thích thì cứ tiếp tục đi farm Terrazone thôi. Chứ không có phải ép khuẩn ai là phải bắt buộc chui vô đây làm cái này. Không có ép khuẩn vậy được ha. Nhưng mà đảm bảo với các bạn, một khi đã làm cái kiểu đó rồi á là ai cũng sẽ mua DLC hết á, để đi farm cho nhanh chứ. Các bạn có thử chơi offline của Diablo 2 Resurrected đi. Nếu mà các bạn không có xài Hero Editor ha, các bạn farm không biết tới ngày tháng năm nào luôn á. Nếu mà hên thì không nói nha, còn không có hên thì thôi không biết luôn. Không biết chừng nào mới được một bộ Enigma. Chuyện nói chung là đi farm của Resurrected nó không còn hợp thời. Các bạn thấy Genshin không? Các bạn thấy Genshin không? Đối với Genshin á, nhiều khi chúng ta chơi á, đi farm đồ, mặc dù là cái đồ đó nó không đúng với build của các bạn, nhưng mà ít nhất các bạn vẫn farm được đồ ha. Còn á, Diablo 2 á, Diablo 2 nha, không có cần Resurrected theo đi gì hết. Là các bạn cứ phải farm tới, farm hoài luôn. Farm tới chừng nào nó rớt ra các bạn cần. Trăm damage, 8.5 shot. Cho nên mình mới nói là chỉ cần một cái DLC cho cái dạng farm đó là sẽ cải thiện được nhiều lắm. Ai chơi thì mua. Đâu? Theo như thông tin mà người ta gì đó, người ta thử, người ta test gì nha, ở trên mạng người ta làm á, là cái tỷ lệ rớt đồ, rớt rune của Diablo 2 Resurrected cao hơn Diablo 2 LOD á, chứ không có thấp hơn đâu, cao hơn á. Epic kìa, Exit Skill Rain of Exit. Đúng luôn, đang cần. 36, cũng tạm.
these. À, ta đi hoàn thành cái nhiệm vụ này cái. Còn các bạn chơi offline á, có thể tăng tỷ lệ rớt đồ chơi cho vui ha. Chứ các bạn chơi offline, các bạn chơi đúng chuẩn á hả, thôi 20 năm rắp lên bon. Willpower. Ok nè, basic skill attack speed. Cooldown mana cost cũng tầm tầm. Cái đó là cái kiểu hồi xưa thôi. Diablo 2 Resurrected, bây giờ mình cũng có nói, một là đúng một cái bản remake hoàn chỉnh, còn không là làm một cái DLC có cái chỗ đi farm đồ nhẹ nhàng, giúp cho mọi người có thể trải nghiệm game tốt hơn. Còn mà vẫn cứ để như vậy á thì giống như là cái Diablo 2 Resurrected đó đó, là một cái đệm trước khi chúng ta nhảy vô D4 thôi. Lúc đầu á người ta định làm D4 thành D2 quá chứ. Đó chứ. Các bạn biết gì đó. Không phải farm quét sao, farm quét sao cũng là một dạng mà đi farm hoài không có đó. Cũng farm mòn mỏi lắm. Nhưng mà ít ra người ta còn có chỗ để farm ha. Gì đó, Titan Quest 1. Đi farm cũng mòn mỏi lắm. Đánh boss không nói nha, đánh boss rớt đồ xịn không nói. Tự nhiên tôi đi lên đây chi vậy. Cái mà nếu mà làm được thì tốt thôi. Còn cái mà mình nói mòn mỏi của Titan Quest á là cái độ MI á, MI mới đúng. Nếu các bạn có chơi Titan Quest thì sẽ biết đó là cái món đồ màu xanh lá, không phải là đồ bộ nha. Đồ xanh lá ở bên Titan Quest không phải đồ bộ, mà là cái đồ của đặc biệt của cái dòng quái đó thôi. Ví dụ như con quái này nè, cái con shaman hồi nãy cầm cái gậy thì cái cây của nó là cây mây chai ở bên đó, đúng con Sathir này luôn nè. Sathir shaman nó sẽ rớt ra cây mây chai đó, thì cái cây đó đó là cái cây mà hàng hiếm, là các bạn phải hạ gục nhiều vô. Người ta tính ví dụ thôi, farm 1000 con Sathir Shaman mới rớt một cây mây chai. Còn Ron sao thì chưa biết. Đó, con nào farm cũng phải ít nhất 1000 lần. Rồi có những cái món khác cao cấp hơn, kiểu như Sabertooth nè. Rồi có cái nón gì quên mất rồi. Mà farm Gilded Skeleton nữa. Cũng căng thẳng lắm. Mấy cái đó mà các bạn chơi mà không có tăng tỷ lệ rớt đồ là mòn mỏi, cực kỳ mòn mỏi. Nhưng mà đối với Titan Quest 1 bây giờ
nó ra bản cập nhật Atlantis để cho mọi người đi farm trong cái khu Atlantis đó, rớt đồ tốt hơn. Đó, người ta làm rồi đó. Oh, good. It's you. Không có item đó endgame được không hả? Không có item đó thì endgame... Endgame á, thì nếu các bạn đi qua 3 độ khó ở Legendary, các bạn sẽ hơi bị khó thở á. Legendary là cái độ khó cao nhất của bên Titan Quest ha. Nó là Normal, Epic, Legendary. Thông thường thì á, phải dừng chân ở Epic để bắt đầu đi farm đồ rồi mới đi tiếp được. Còn không farm á, mà đi tiếp á, là đi lên trên Legendary á, nó gõ mấy cái nhiều khi đi luôn á. Nó có mấy con mà kiểu giống như con Undead Dawn vậy đó. Ở màn 5, màn 5 là đánh Hades á, nó bay vô nó gõ cho một cái. Con gì đó lâu quá quên tên luôn rồi, cũng là Undead thôi. Nó quánh một cái thôi đi luôn, căng lắm. Còn cái bản mới thì gì đó, Dragon Ember gì đó thì mình chưa có chơi, mình chưa có biết thôi. Nhưng mà người ta làm á, một cái điểm rất là hay vậy nè. Người ta biết á, là cái phong cách mà hoàn thành 3 độ khó, nó xưa rồi, đúng không? Các bạn thấy đâu có ai hoàn thành 3 độ khó nữa bao giờ. Đó. Thì ở bên PoE người ta giải quyết cái chuyện đó, người ta bỏ đi. Hồi lúc đầu á, PoE cũng hoàn thành 3 độ khó. Nhưng bây giờ PoE chỉ hoàn thành 10 ác thôi. Đó. Còn bên Titan Quest á, khi mà người ta ra cái cập nhật Ragnarok, thì các bạn sẽ có thể tạo được một nhân vật đã hoàn thành tới màn 5, nghĩa là các bạn sẽ bước vô màn thứ 6 là Ragnarok, nhưng mà ở Normal. Epic rồi cái gì đó chúng ta phải tiếp tục chơi ha. Còn khi các bạn đã sở hữu cái DLC mới nhất á, là Ember Regan gì á, thì các bạn sẽ được tạo thẳng một nhân vật đã hoàn thành độ khó Normal lẫn Epic luôn, bắt đầu từ Legendary. Nó giúp cho người chơi tiết kiệm thời gian. Diablo 2 thì nó dễ vậy nè. Chỉ cần ví dụ như season mới, bạn chơi một con lên được hết xong heal, thì cái những con season còn lại các bạn tạo ra là cứ hoàn thành xong heal thôi. Hoặc là đưa thẳng lên heo chưa hoàn thành xong màn 5 chẳng hạn, để chúng ta chơi màn 5 rồi được thẳng level 70 luôn. Làm những cái đó giúp cho người chơi đỡ tốn thời gian. Những tính năng đó là không khó để cập nhật, bởi vì ở server test á, người ta có sẵn những nhân vật level 70 á. Ra Diablo 4 này cũng có một cái mà đi trước những tựa game khác á. Bây giờ những tựa game khác đang học theo á. Đố các bạn biết là cái gì á. Có một cái mà những tựa game khác đang học theo làm nhiều lắm.
không phải là người ta không học, mà là cái người ta đang tập trung vô cái quá trình phát triển before, kiểu như cái chủ lực để người ta gọi là kiếm lợi nhuận á, để là Diablo 4 chứ không phải là Diablo 2, cho nên người ta không có tập trung vô nữa. Lắng nghe thì ai cũng lắng nghe. Có một cái mà bữa giờ mình thấy là nhiều tựa game bắt đầu học theo là cái gì biết không? Cái vụ mà evade này nè. Lướt tới PoE 2 có tính năng đó. Rồi á, một tựa game ra mắt cùng thời với Diablo 3 với lại Path of Exile là Grim Dawn á, hiện tại cũng đang chuẩn bị một cái free update có tính năng đó luôn. Có cái tính năng lướt ra vậy nè. Ghê không? Hơi bị căng cho tôi rồi đây. Khi mà xài chiêu đó vô trước. Con cân gì? I'm not ready yet. Con cân là con cân gì mới được? Là game hay là gì? Đây. Có Last Epoch dạo này cũng hay nè. Mà mình chưa có dịp để mình chơi nha. Epoch. Cái vụ mà xài cái bình tương cà này nè là bên D4 học theo Last Epoch á. Ở bên đó cũng sử dụng giống vậy á. Mà nó giới hạn lắm, có mấy bình nè. À, One Sun. One Sun thì nghe nói cũng hay. Nhưng mà kiểu như cũng có mấy cái tính năng nó bị broken lắm. Chỉ có một vài đường mạnh thôi, mấy đường khác hơi mệt. Đây là build chain lightning.
phải về lên đồ á, chứ kiểu này đi cái kia chắc hơi phê á. Capstone á. Free, đâu có chơi đâu, anh tí mà. Rejecting loop. Giờ chờ PoE 2 với lại cái gì đó, Titan Quest 2 ha. Không biết hai tựa game nó sẽ ra như thế nào. Có bộ cũng hứa hẹn lắm á. Titan Quest. Anything breaks, the fortress falls. Ray với Willpower. Đó tùy theo các bạn chơi gì thôi chứ. Nhưng mà nó làm, đó là một cái rất là hay, người ta đã có bước đột phá hơn. Còn có một sự lựa chọn nữa, free nữa kìa, in December. Hotline Infinite nữa kìa. Hotline Infinite cũng dạng là đi pha mà mầm á, nhanh lắm. Hiện tại default đang phải thay đổi, không thay đổi kịp là mệt á. Bắt buộc phải thay đổi. Xong rồi đó. Người chơi phàn nàn là chuyện một chuyện, nhưng mà mấy ông đó đó là mấy ông đó coi theo dữ liệu ha, data analysis, người ta sẽ coi theo cái dữ liệu, cái skill, cái kiểu được sử dụng như thế nào. Còn không thì cứ đơn giản nhất là nớp cái mảnh xuống cho nó yếu đều là nhanh nhất. Rồi còn cái gì nữa, cái gì nữa. Ngáo nhìn kỳ quá. Cáo lúc đầu đang đẹp, vô đổi cáo lúc đầu đi. Ừ. Tại vì cái game đó là của người Hàn làm mà.
Bây giờ mình đi đánh Capstone nổi không ta? Đâu thử coi. Capstone. Đi thử ha. In December cũng hay chứ. Nếu các bạn không đua top, không PvP thì đâu có gì đâu lo. Năm chục nè. Quấy luôn đi. Not while I'm in town. Diablo 4 là dễ chơi lắm rồi đó. Quá phức tạp. Nhưng mà PoE á, một nùi mechanic luôn. Và thêm PoE 2 không biết là có giảm lượt bớt được miếng nào không. Là thôi luôn, mấy ông đó là không có cho người chơi mới chơi luôn á. Mà PoE nó cũng đang gặp tình trạng á, là chơi chát nha. Chơi chết nó đang tùm lum lắm. Ồ, đi coi thử coi. Trùng lắm. Ui dạ. 50. 46 thì nó gõ cũng hơi bị đau. Thì nó gõ trước một phát. Ủa dạ, chắc không được rồi. Tình hình này căng quá, không được rồi. Đi kiếm aspect đi. Không có aspect, chơi kiểu này là đi vô đi nguyên sinh không á. Plot act, không có chơi được. Aspect, gắn aspect vô. Cái tình hình này ra bị tán đi luôn. Mần ăn gì nữa. Chuẩn bị reset lại được rồi đó. Để coi cả chúng ta sẽ cần phải có aspect gì. Fancy. Không có cái gì hết. Mỗi cái này Little Rapid Carry My step. Phải đánh cái đó nữa. Chắc phải đi giải quyết mấy cái aspect trước quá. Giải quyết xong cái lên 50 luôn. 50 xong cái đổi build luôn. Cái đi capstone luôn. Đâu cái này đâu có đồ gì đâu. Các bạn nhìn mình đó. Mình còn chưa ráp aspect lên nữa mà mình xài tùm lum hết trơn hết á. Nhưng nó vô giả một cái là đi luôn, đúng rồi. Nó chổng lên vào 50 lần. Hơn chúng ta 4 cấp. Thank you.
đứng ở trên cái bãi độc. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Captain Batai. Rồi chuẩn bị đánh xong cái này luôn rồi đó. Này chỉ có vậy thôi. Vô hốt cái này. I could use someone like you on my crew. I don't run with bandits. Cái này. Then die. Ready yet. Ê, dạ, nó đành hình. Ôi rồi. Điều đó là tail đầm. Unstable current 20% luôn. Maximum luôn. Ngon lành. À, unlock được Onyx Hole rồi nè. Storm Swell. Aspect. Còn aspect gì nữa, phải đánh mấy cái đó luôn không? Còn cái nữa là Rapid. Rapid thì chắc không có bị. Ok, không sao. Chuẩn bị để chúng ta đổi build luôn. Obedient lock rồi. Novel. Cái này thì sao? Yo, qua đây. Dream Favor. Cái này không bị khóa là được. Một cái nữa. Bounding Conduit. Mobility. Ở đây. Woman Speed Thunder. Time Step. Xa dữ. Cút trong này luôn. Đây. Bình phân hâu complete.
Mấy này chỉ cần dưới thôi, cái trên không cần quan tâm cũng được. Rồi, và nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta đã lên level 46, đang chuẩn bị để đánh Capstone Dungeon và tận hưởng XP bonus ha. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc trình ngay tại đây. Hẹn lại các bạn trong những clip khác. Bye bye. Rồi, có con chó kìa, lại đừng con chó kìa coi. Greetings. Hello. Hello.